thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 là công cụ quan trọng hỗ trợ các cơ quan hành chính trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ, với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức cá nhân, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh. Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào thực tế, sẽ góp phần giải quyết công việc chuyên môn của cơ quan, giúp lãnh đạo cơ quan, công chức nắm vững nội dung yêu cầu, cách thức xem xét, xử lý công việc theo quy trình, đặc biệt là xác định trách nhiệm trong cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định pháp luật. Hồ sơ công việc của các đơn vị được thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học, thuận tiện tham chiếu. Thực hiện quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 và hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai xây dựng áp dụng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại 41 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã. Để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả hoạt động, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện theo thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Số lượng đơn vị kiểm tra đảm bảo tối thiểu 1/3 các cơ quan thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phải được kiểm tra tại trụ sở cơ quan. Số đơn vị còn lại phải được kiểm tra qua hồ sơ báo cáo. Cụ thể, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 68/KHUBND ngày 23 tháng 5 năm 2022, kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 tại trụ sở của 67 đơn vị, kiểm tra qua hồ sơ báo cáo 83 đơn vị. Thông qua việc kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn chi tiết hơn việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Năm 2022 đó, thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa đã xây dựng được kế hoạch số 17 ngày 9 tháng 3 năm 2022 về triển khai duy trì cải tiến hệ thống chất lượng ISO theo tiêu chuẩn ISO theo 2015 tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa. Thì trong đó có 140 cái thủ tục thuộc 21 lĩnh vực. Các thủ tục này đều được cập nhật trên hệ thống, đồng thời niêm yết công khai tại Ủy ban Nhân dân thị trấn để cho bà con và khách hàng tham khảo và cùng với Ủy ban thực hiện đúng quy trình. Thì hiện nay thì tất cả 140 thủ tục này thì đã áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015, qua đó góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ cho bà con, đảm bảo là cái tính chính xác và đúng thời gian, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức và công dân ở trong địa bàn. Quy trình làm việc thì từng lúc càng được chuẩn hóa, đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định. Thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa áp dụng cái ISO 9001-2015 từ năm 2020 đến nay. Qua đó thị trấn cũng đã xây dựng cái quy trình xử lý một cách đồng bộ và kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin này thì nó đảm bảo cho lãnh đạo ủy ban có thể là lên mạng xem xét cái quá trình thực hiện của cán bộ công chức, để từ đó là nhắc nhở rồi đôn đốc rồi chấn chỉnh những cái trường hợp mà nó gần tới hạn để giải quyết đúng hạn cho bà con. Thì quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thì chúng tôi đều cập nhật trên phần mềm quản lý, giúp lãnh đạo thuận tiện trong cái việc kiểm tra quá trình tác nghiệp của cán bộ công chức.
Thì từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã nhận là 3.305 hồ sơ, trong đó thì mình đó là trả đúng hẹn là 99,94%. Cái còn lại hai hồ sơ thì do cái đường chiền và phần mềm lúc đó bị lỗi thì chúng tôi cũng đang chụp hình và đề nghị về huyện là về tỉnh để mà xem xét về cái hồ sơ này. Kết quả đạt được như thế đó thì việc áp dụng ISO 2015 ở thị trấn, địa bàn thị trấn chúng tôi cũng còn thấy một số khó khăn. Khó khăn thứ nhất thì các cái văn bản vi phạm pháp luật và bộ thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi để chúng tôi ở đây thì phải viết lại. Cái thứ hai nữa thì đội ngũ cán bộ công chức thì từ đảng qua chính quyền, từ chính quyền chuyển lên đảng đoàn thể thì nó có cái sự là thay đổi trong quá trình công tác. Chẳng hạn như đoàn thể thì chưa có áp dụng các cái hệ thống này. Đó, vì vậy là cán bộ phải tìm hiểu lại. Trong đó đặc biệt là cái thay đổi này thì trong cái thư ký ISO rất là quan trọng. Thay đổi là bắt buộc là thư ký ISO phải tìm hiểu lại từ đầu. Mà quá trình tập huấn trong cái đợt dịch này nó cũng khó khăn. Thì hệ thống đường truyền thông tin phần mềm thì đôi lúc cũng có bị lỗi, nó cũng làm ảnh hưởng cho cái quá trình tác nghiệp của các bộ công chức trong vấn đề này. Thì để kịp thời tháo gỡ khó khăn thì ban lãnh đạo chúng tôi cũng sắp tới cũng cần nâng cao hơn nữa cái vai trò của người đứng đầu đơn vị trong cái việc lãnh đạo điều hành trong quá trình thực hiện ISO 9001-2015 này. Quá trình thực hiện thì chúng tôi cố gắng bám dựa vào hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và tình hình thực tế của cơ sở để có cái đề xuất đúng mức để cho cấp trên hỗ trợ hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ và các cái dụng cụ cho phục vụ khác, để yêu cầu làm sao là áp dụng duy trì cải tiến ISO 2015 đạt chất lượng cao nhất. Phát huy những kết quả đạt được để hoạt động triển khai việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 có hiệu quả và phù hợp với tình hình hiện nay, hướng tới thực hiện chính quyền số tại địa phương, đồng thời thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 83 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 bản điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, trong năm 2021 đã triển khai thí điểm tại 3 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bước đầu cho thấy kết quả triển khai ISO điện tử đã mang lại một số kết quả tích cực, rút ngắn được thời gian cho việc xây dựng mục tiêu chất lượng, báo cáo mục tiêu chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ, cải tiến các quy trình. Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 86 ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc triển khai áp dụng cái ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở các sở, ban ngành, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và các chi cục trực thuộc các sở. Thì đến nay là cơ bản là Ủy ban tỉnh đã phê duyệt, thì chúng tôi sẽ cố gắng là khi mà hoàn chỉnh các thủ tục, chúng tôi sẽ cố gắng là phối hợp với các đơn vị tư vấn là tiếp tục triển khai một cách đồng bộ cho tất cả các cơ quan, đảm bảo về thời gian cũng như là đảm bảo được yêu cầu đề ra trong thời gian tới. Qua kết quả của các hoạt động trên cho thấy, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần đáng kể trong việc tăng chỉ số cải cách hành chính cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, cải thiện được tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.